Thì xin chào tất cả các bạn. Thì Thụy Sĩ là một quốc gia ảnh hưởng của khí hậu đại dương và lục địa nên rất là ôn hòa mát mẻ, cùng với những dãy núi và thung lũng thì tuyệt đẹp. Và nhắc đến Thụy Sĩ thì bạn có thể nghĩ ngay đến những ngân hàng uy tín nhất ở trên thế giới, với nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn, cũng như là có những cái đặc sản bạn không thể bỏ qua như là sô-cô-la, format hay là rất là nhiều loại bánh mì. Và Thụy Sĩ thì không những thu hút mọi người đến để du lịch mà còn là điểm đến du học lý tưởng, bởi chất lượng giáo dục cao và bằng cấp thì có giá trị toàn cầu. Và đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với chị Hồng Ly là chuyên viên tư vấn đến từ công ty Tân Đại Dương để cùng hiểu rõ hơn về cái vấn đề du học Thụy Sĩ các bạn nhé. Vâng, thì rất là cảm ơn chị Hồng Ly đã nhận lời góp mặt trong chương trình hôm nay ạ. Xin chào các bạn. Thì điều đầu tiên thì chị Hồng Ly có thể cho tất cả các bạn biết thì những cái lý do nào mà Thụy Sĩ ngày càng thu hút tất cả các bạn sinh viên được không ạ? Thụy Sĩ là điểm đến du học lý tưởng bởi không một đất nước nào trên thế giới với diện tích nhỏ bé như Thụy Sĩ lại đạt được thu nhập bình quân vượt trội trong khi vẫn đảm bảo được lợi ích dân sinh, công bằng và hợp lý. Không một quốc gia láng giềng nào với diện tích và lãnh thổ tương đương có thể dẫn đầu trong ngành công nghiệp như thế mà không bị gánh chịu bởi sức ép từ làn sóng toàn cầu hóa. Thì nằm ở trung tâm châu Âu với phong cảnh hữu tình và nền công nghiệp phát triển, Thụy Sĩ vốn nổi tiếng là điểm đến lý tưởng của rất nhiều du khách trên toàn thế giới. Nơi đây có truyền thống lâu đời về xây dựng và phát triển ngành du lịch khách sạn. Thì chính vì vậy, đất nước xinh đẹp này luôn là lựa chọn số 1 cho bất kỳ ai muốn học tập và được đào tạo để trở thành một nhà quản lý khách sạn ưu tú. Thì Học viện Quản lý Khách sạn Du lịch HTMI là một trong những trường lớn nhất ở Thụy Sĩ và châu Âu. Thì trường HTMI tọa lạc tại Sørenbøt thuộc vùng Kangenlussen, một trong những khu nghỉ dưỡng đẹp nhất Thụy Sĩ. Học tập tại trường, bạn sẽ được ở và học tập tại khu resort trang bị theo tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất, phản ánh giá trị của cuộc sống của Thụy Sĩ. Thì học sinh đến từ khắp nơi trên thế giới để học về ngành quản lý khách sạn theo phong cách nổi tiếng của Thụy Sĩ và các bạn học tập ngay tại một môi trường khách sạn thực sự. Mỗi năm, học sinh HTMI hòa nhập với khách du lịch từ hơn 50 quốc gia trên thế giới. Mùa hè, họ tới thăm Sørenbøt vì môi trường trong sạch và đẹp nên thơ ở nơi đây. Mùa đông, khi Sørenbøt trở thành khu trượt tuyết và trượt băng, họ tới đây để hòa mình vào không khí náo nhiệt và sôi động. Như chị có giới thiệu thì về trường HTMI thì không biết là ở trường của mình thì sẽ có những cái thế mạnh như thế nào mà để có thể thu hút được tất cả các bạn sinh viên quốc tế ạ? Thì đối với trường HTMI, đầu tiên mình phải nói đến đó là địa điểm lý tưởng. Học viện Quản lý Khách sạn Du lịch HTMI là một trong những trường lớn nhất ở Thụy Sĩ và châu Âu. Trụ sở của trường nằm trong hai khách sạn đạt chuẩn quốc tế của đất nước Thụy Sĩ tại vùng Lucerne, thành phố Sørenbøt, một khu du lịch rất là hấp dẫn. Nơi đây chỉ cách thủ đô Bøt 50 phút đi tàu hoặc là ô tô. Hiện nay trường đang có nhiều chương trình hợp tác ở khắp châu Âu. Và thứ hai là nói đến chất lượng học tập. Với sứ mệnh, khi đến là một học sinh, khi đi là một nhà quản lý, thì nhà trường luôn nỗ lực để nâng cao chất lượng giảng dạy. Trường kết các trung tâm đào tạo chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu ngành du lịch khách sạn quốc tế, trung tâm đào tạo quản lý các sự kiện quốc tế, trung tâm quản lý ẩm thực và trung tâm phát triển sự nghiệp, cùng đội ngũ giảng viên có bằng cấp chuyên môn cao. Và chương trình học cũng rất là phong phú, từ hệ cao đẳng nâng cao, đại học, sau đại học, thạc sĩ và cả chương trình đào tạo chứng chỉ. Thì trường HTMI là trường đầu tiên tại Thụy Sĩ cấp bằng cử nhân và bằng Master theo hệ thống Anh Quốc được cả thế giới công nhận. Hiện tại trường HTMI là trường có hệ thống cử nhân và thạc sĩ cao nhất tại Thụy Sĩ, hơn hẳn các trường công lập và các trường lâu đời khác tại đây. Bằng cấp uy tín được công nhận trên thế giới, chất lượng của trường đã được tổ chức chứng nhận chất lượng đào tạo của Thụy Sĩ, cũng như tổ chức chứng nhận chất lượng của Anh, tổ chức lớn nhất thế giới về ngành công nghiệp khách sạn công nhận. Ngoài chuyên ngành học chính là về quản lý khách sạn, trường còn đào tạo chuyên sâu về một số chuyên ngành khác như là quản lý du lịch và khách sạn, quản lý ẩm thực, đặc biệt là quản trị sự kiện như là hội nghị, hội thảo, đám cưới. Thứ ba là chi phí cũng rất là hợp lý. Thì nhiều người cho rằng học tập tại Thụy Sĩ là rất là đắt đỏ, nhưng điều đó chưa hoàn toàn là đúng. Sau khi trừ khoản tiền tích lũy được trong thời gian thực tập thì mức chi phí cho một năm chỉ còn lại là khoảng 350 triệu. Thì mức chi phí này sẽ không hề cao so với các nước khác như là Anh, Úc, Mỹ, Canada. Thì cam kết đảm bảo công việc thực tập, đào tạo thực hành là một phần kết hợp trong chương trình học tập tại trường HTMI. Sinh viên học tại trường HTMI sẽ được học 5 tháng lý thuyết và 6 tháng thực tập hưởng lương. Mức lương là từ 2.200 cho tới 2.500 franc một tháng. Thì sinh viên sẽ ăn ở tại nơi làm việc. Và theo quy định của Liên đoàn Lao động Thụy Sĩ thì tiền thuế, chi phí ở và bảo hiểm sẽ được trừ vào tiền lương hàng tháng của sinh viên. Thu nhập chính thức của sinh viên có thể dao động từ 1.268 cho đến 1.468 franc,
Tùy theo mỗi cá nhân thì tương đương là khoảng 1.400 cho đến 1.600 USD. Thì nhà trường cam kết tìm việc thực tập cho sinh viên có cơ hội đi Dubai và các quốc gia khác với hỗ trợ là 100% chi phí cho mỗi kỳ học. Và nói đến cái cơ sở vật chất thì trường rất là hiện đại. Khuôn viên của trường bao gồm là bể bơi, sân bóng rổ, phòng tập thể hình, dịch vụ giải trí bao gồm truyền hình vệ tinh, phòng chiếu phim, quầy bar, sàn nhảy, bóng bàn, internet không dây phủ sóng toàn bộ khuôn viên của trường. Sinh viên sẽ ở trong phòng dorm tiêu chuẩn có đầy đủ các trang thiết bị như là giường, tủ quần áo, bàn học, điện thoại, TV, internet không dây, ban công hướng ra khuôn viên với tầm nhìn rất là đẹp. Thì vào cuối tuần học sinh có thể là đi đến Illusion hoặc là bên để mua sắm và giải trí hoặc là đơn giản chỉ tận hưởng không khí trong lành ở vùng Sorrenberg, danh lam thắng cảnh được UNESCO công nhận và bảo vệ. Và hàng năm trường thường tổ chức cho sinh viên những cái chuyến dã ngoại sang các nước châu Âu như là Anh, Pháp, Đức để cho sinh viên có được cái nhiều trải nghiệm thú vị trong suốt quá trình học. Thì nhà trường cung cấp cho sinh viên nhiều cái trang thiết bị rất là hiện đại. Tất cả sinh viên đều được tặng iPad Talk để phục vụ cho việc học tập, hỗ trợ học bổng. Thì học bổng hàng năm thì từ năm thứ hai các bạn sẽ được nhận thì cái mức học bổng sẽ từ 1.000 cho tới 5.000 franc. Hỗ trợ tìm việc cho sinh viên sau khi tốt nghiệp thì sinh viên ra trường đều được nhà trường hỗ trợ tìm việc theo cái hệ thống khách sạn hàng đầu trên thế giới. Mỗi năm 2 lần, trường HTMI sẽ tổ chức hội thảo tuyển dụng quốc tế, mời những giám đốc nhân sự đến trường để mà phỏng vấn các bạn học sinh của trường HTMI như là Hyatt, Hilton, Sheraton, Sofitel, trình bày các cái thương hiệu khách sạn, hệ thống nghề nghiệp trên thế giới và phỏng vấn các sinh viên của trường HTMI khi mà họ đủ điều kiện. Như những gì chị chia sẻ thì tất cả các bạn cũng có thể thấy được Thụy Sĩ đúng là một cái nôi của ngành khách sạn đúng không? Tuy nhiên nếu vậy tất cả các bạn muốn du học Thụy Sĩ thì cần phải chuẩn bị những cái giấy tờ gì thưa chị? Những giấy tờ du học Thụy Sĩ thì các bạn sẽ cần chuẩn bị như là hộ chiếu, 10 ảnh 46, bằng tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc là đại học, hoặc là giấy chứng nhận tạm thời, học bạ cấp 3 hoặc là bản điểm đại học, giấy khai sinh, sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương. Thì Thụy Sĩ yêu cầu học sinh phải có tiếng Anh từ là TOEFL 450 cho đến IELTS từ 4.5 trở lên. Về chứng minh tài chánh, du học Thụy Sĩ không yêu cầu chứng minh tài chánh nhiều như những nước khác, chỉ cần có trong tài khoản ngân hàng khoảng 30 cho đến 40.000 đô la Mỹ là được. Về thu nhập học tại trường Thụy Sĩ, khi bạn đăng ký làm hồ sơ tại công ty Tân Đại Dương, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn làm hồ sơ, dịch thuật, điền form xin thư nhập học và hoàn tất các bước xin visa cho đến khi nhập học tại Thụy Sĩ. Vâng, rất là cảm ơn những cái thông tin cũng như là những cái chia sẻ từ nãy đến giờ của chị Hồng Ly. Và hy vọng rằng Tân Đại Dương sẽ giúp tất cả các bạn có thể thực hiện được ước mơ du học của mình. Các bạn hãy liên hệ ngay công ty theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra Tân Đại Dương còn hai chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Lưu ý không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Hoặc các bạn cũng có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879 hay là truy cập vào website tandaiduong.edu.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn, hiện nay số sinh viên quốc tế đang học tập và nghiên cứu tại các trường đại học của Thụy Sĩ chiếm hơn 40% tổng số sinh viên của đất nước xứ sở của ngành sản xuất đồng hồ này. Và con số ngày càng đang tăng dần lên. Trong số này, hơn một nửa số sinh viên đang theo học chuyên ngành quản lý du lịch khách sạn. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng chia sẻ niềm vui với bạn Bảo Hân, một du học sinh vừa đậu visa du học Thụy Sĩ chuyên ngành du lịch khách sạn. Xin chào Bảo Hân. À, Bảo Hân có thể là giới thiệu cho các bạn biết đôi nét về bản thân của Bảo Hân được không? Dạ, em tên là Trần Đỗ Bảo Hân, em năm nay 19 tuổi. Hồi trước thì em học trung học phổ thông tại trường Nguyễn Khuyến ở thành phố Hồ Chí Minh. Hết đến hết năm lớp 10 thì em sang New Zealand du học, học tiếp cả chương trình phổ thông đó. Thì tại sao em lại không tiếp tục học ở New Zealand mà lại chọn là Thụy Sĩ du học? À, tại vì khi mà em học hết thì em có xem qua một số cái catalog về những cái trường đại học ở bên New thì em thấy nó không có cái ngành mà em lựa chọn. Còn nếu như mà có thì học phí của nó cũng rất là cao, cho nên là em quyết định là chọn nước khác. Do đó nên em chọn Thụy Sĩ để du học đúng không em? Dạ. Thì qua bên Thụy Sĩ em sẽ học chuyên ngành gì? Dạ, em học vào quản lý nhà khách sạn. Thì cái dự định của em là khi mà học xong ngành du lịch khách sạn ở tại Thụy Sĩ thì như thế nào? Em học xong thì có thể là em sẽ đi làm một vài năm ở bên Thụy Sĩ hoặc là những cái nơi mà có cơ hội. Sau đó thì em sẽ quay lại Việt Nam.
Thì cái trường mà em theo học du lịch khách sạn tại Thụy Sĩ là trường gì? Dạ, trường HTMI. Em chọn HTMI là tại vì là em cũng có tìm hiểu về nhiều trường của Thụy Sĩ. Và hơn nữa là khi mà đến công ty mình thì em cũng được các anh chị tư vấn rất là nhiều về cái trường HTMI này. Và em thấy là cơ sở vật chất, điều kiện thì rất là tốt. Học phí tại HTMI thì chấp nhận được, cho nên là em quyết định theo học ở HTMI. Thì chị được biết là chị của Bảo Hưng đã làm visa Hà Lan tại công ty Tân Đại Dương. Thì tại sao lại Bảo Hưng không chọn du học ở Hà Lan mà lại chọn du học ở Thụy Sĩ? Chị hai em thì học IBI, cho nên là chị hai học ở Hà Lan. Còn em thì em thích, với lại em đang theo quản lý nhà khách sạn. Còn mà Thụy Sĩ thì nhà khách sạn là nhất rồi, cho nên là đương nhiên là em sẽ chọn Thụy Sĩ thôi ạ. Ở Tân Đại Dương thì chị Hà là người tư vấn cho em. Em đây, chị Hà chỉ rất là tốt mà ân cần, mà nói chung là những cái gì mà em không biết em phải hỏi thì chị cũng đều tận tình, nói chung là làm đủ mọi cách để giúp em giải đáp được cái thắc mắc, cái yêu cầu của em. Nên là dạ, rất là hài lòng. Cái ấn tượng của em là lần nào em tới em cũng nhìn thấy anh Bảo Anh ảnh tư vấn một đoàn các học sinh về về những cái câu hỏi mà tư vấn kiểu như theo đoàn như vậy. Thì cái hôm đầu tiên thì là tư vấn về Thụy Sĩ, hôm thứ hai thì tư vấn Mỹ, hôm thứ ba thì cách trả lời phỏng vấn Mỹ. Mà em thấy nói chung là nó rất là hào hùng hồn mà rất là thuyết phục, mà mấy bạn cũng rất là chăm chú nghe. Đây là cái ấn tượng của em đúng không? Rồi, thì Tân Đại Dương xin cảm ơn Bảo Hưng đã tham gia trong chương trình chia sẻ hôm nay. Một lần nữa Tân Đại Dương xin chúc cho Bảo Hưng qua Thụy Sĩ học tập thật tốt, cũng như là sau khi ra trường đạt được một cái công việc làm như mong muốn của Bảo Hưng. Dạ, rồi, cảm ơn ạ. Cảm ơn. Dạ.